Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại là mình đang trên đường Tuệ Tĩnh nha các bạn. Địa chỉ là 117 Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11. Hôm nay mình đi ngang đây mình thấy có cái xe bánh mì heo quay của bà cô các bạn. Nhìn rất đơn giản luôn nhưng mà rất là hấp dẫn. Nên quyết định vào đây mình xin cô làm video chia sẻ cho các bạn xem. Ở đây mình thấy có bánh mì nè. Bên này có dưa leo, rau, ớt. Bên này là heo quay nè. Da giòn luôn nha các bạn. Đây nè, trời ơi nhìn đã lắm các bạn. Dạ con chào cô ạ. Cái này là heo mình chuyên về bánh mì heo quay hả cô? Heo quay xá xíu. Dạ. Nhà quay bán. Này cô dọn ra từ lúc mấy giờ? 5 giờ. 5 giờ mình bán tới mấy giờ ạ? Bán tới 12 giờ. 12 giờ chưa? Ngày nào cũng vậy luôn hả cô? Ngày nào cũng vậy. Dạ. Có rằm thì nghỉ thôi. À ngày rằm mình nghỉ. Rằm 11 là nghỉ. Dạ. Wow, đây nè các bạn. Wow, heo quay da giòn. Ồ rất là đã luôn các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Cái này nhà mình tự quay luôn phải không anh trai? Dạ. Rất là đã luôn. Này cô đang làm. Cái này là bao nhiêu một ổ vậy cô? 20 là trung bình, ăn nhiều thịt 25. À. 30. Bình quân là 20 mà ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Vậy cho dễ. Đúng rồi. Ăn nhiều tính thêm. Này cô bán được bao nhiêu năm rồi ạ? Bán 20 năm. 20 năm. Wow. Bán được 12.000. Wow, bán từ là thời 2.000 đồng luôn. 2.000. Dạ. Nhà mình gần đây không cô? Gần. Dạ. Đó, à, đối diện các bạn. Đây cô làm xong rồi cô cho con ăn thử mổ nè. Dạ, cô để đi chút xíu con mua sao con. Rồi. Ổ 25 hai ổ. Không lấy ớt tương, lấy ớt cái, lấy ớt tương. Là 20 năm là mình bán ở đây luôn hả cô? À, cô về 4 chỗ rồi. 4 chỗ, chỗ này cô là... Ở đây, cô dạ. Cô ở đây, cô dạ. 20 năm là chắc khách quen, khách mới mình nhiều lắm ha. Đúng rồi. Dạ. Nhờ quen không có con, hồi buổi giờ bán chậm lắm. Nhờ dạ. Sau dịch là ai cũng chậm nha. À, cũng chậm. Dạ. Nhờ mấy người quen, cái mình ăn cái gia vị đó, nó đậm đà, người ta thấy là thương, người ta tới. Hợp khẩu vị ha. Cũng nhiều người ta đi nước ngoài, người ta cũng quay lại, người ta tới, người ta mua. Dạ. Không chịu à. Người già hay lắm mà ăn. Đúng rồi. Quen cái vị rồi. Là đổi vị khác là biết liền à. Biết liền. Dạ. Đây là 25 nè. 25k các bạn, đầy ắp thịt luôn. Cái này một ngày mình bán tầm bao nhiêu ổ cô? Trăm mấy ha, mình bán nói chung là bữa trúng bữa thất ha. Dạ. À mình chủ yếu là mình bán thịt ký. Thịt ký là mình bán giá sao cô? Ba dọi á thì 35, còn đùi thì 30. Dạ. Thì 30. Dạ. Đó các bạn nghe giá nha các bạn. Thịt ký 300. Dạ. Các bạn muốn thưởng thức bánh mì heo quay, bánh mì da giòn và mua heo quay về thì các bạn ghé ngay địa chỉ là 117 Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11 nha các bạn. Bánh mì của cô gái. Bánh mì cô gái. Cô dễ thương các bạn. Đồ nạc không kìa các bạn, nhìn hấp dẫn. Dạ. Dạ. Da heo nữa, da nhiều lắm. À dạ. Các bạn nhìn thấy đầy ắp thịt luôn. Rồi khách tới luôn. Trời mấy ổ con? Một ổ mấy nè, nhiêu á? 20, 25. 30. Một ổ 30k. Dưa leo với ớt. Dưa leo và ớt. Dưa leo. Ăn ổ mì này no tới trưa luôn các bạn. Cắt đôi ổ bánh mì à cô ơi. Bánh mì cô gái nha các bạn, 20 năm chinh chiến tại Sài Gòn.
Phường 3, quận 11 nha các bạn. Địa chỉ là 117 nha các bạn. Các bạn có thể đến đây thưởng thức, trải nghiệm và ủng hộ cô luôn. Anh ơi, ớt thì đủ hả anh? Thịt có, nạc có, rồi da heo giòn có luôn nha các bạn. Có bán lẻ, bán sỉ luôn. Bán lẻ, bán sỉ luôn. 100-200 một tí, một tí. Dạ. Rồi, khách luôn cô ơi. Mấy ổ đó con? Khách tới luôn. Hay các bạn, cái xe bánh mì của cô rất là gọn luôn các bạn. Liên khúc chiều mưa các bạn. Cô nhớ đó, tôi có nghĩa là ngon bổ rẻ anh ha. Làm sao làm thịt nhiều, cái gì cũng nhiều, tiền ít là được. Cái này thường thường là tầm mấy giờ là khách mình đông nhất cô? 8 giờ. 8 giờ, dạ. Bây giờ cao điểm người ta đi làm á. Dạ. Giờ làm công việc à. Dạ. Hồi xưa mà nói chung ra đông lắm, hồi xưa không có ai bán, có mình cô bán hả? Dạ. Hồi xưa làm công việc đâu, không biết bao nhiêu người cũ cũng vậy à. Giờ cạnh tranh cũng nhiều ha. Dạ. Nhiều người bán nhưng mà người ta ăn thấy không ngon, người ta quay lại mình. Dạ. Còn ai cũng phải thử, thấy lạ lạ người ta thử thôi. Đúng rồi. Dạ. Dạ.
heo quay da giòn. Một ổ bánh mì luôn. Quay làm kỷ niệm. Sau này già về hưu rồi, con cháu bán mình ngồi mình nhịp giò mình coi lại chơi. Ủa, nó giữ trên đó lâu không ta? Cả đời luôn anh. Anh đó, lên mạng đó, ở đâu? Nó còn nằm trên đó hoài luôn vậy đó. Dạ. Dạ. Bỏ bán đó, mình chờ đó. Chứ không phải nó có... Dạ không. Giới hạn ngày nào đó. Dạ không. Cứ đăng lên đó là nó sẽ nằm mãi mãi trên đó luôn. Nên nhiều lúc mình đăng lên cũng là kỷ niệm. Để đó sau này mình xem lại cũng vui vui. Nhớ thời chinh chiến con ha. À, tùy theo thì yêu cầu của khách luôn ha. Dạ. Thích mỡ thì để mỡ, mà thích nạc thì để nạc. Ồ, nghe da giòn kêu sực 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 luôn các bạn. Dạ. Cái này là ba gọi phải không cô? Cái này là nọng con. Nọng hả? Dạ. 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 Còn nếu người ta lạnh là không có mấy cái này khét khét. Người ta quay xong rồi người ta chặt ra chỉnh cái mặt á. Dạ. Nó khét bỏ. Dạ. Ừ. Nhưng mà nó lại là thơm lắm rồi nha. Dạ. Nó thấm lắm á. Dạ. Nhưng mà đừng có ăn. Cái này là cái mỡ để trong. Dạ. Mấy người hâm ni rồi á. Dạ. Người ta phải ăn mỡ. Thích béo ha. Thích béo. Còn gái thì ăn kiêu. Wow. Đó các bạn thấy giòn rụm luôn. Cái này ngày rằm ngày cúng là chắc đông lắm cô ha. Ngày cúng là đông. Dạ. Cũng 2/16 thôi. Dạ. 2/16 ngày là cúng. Dạ. À, dạ. 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 À dạ. 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 Xá xíu thì mình bán giá sao cô? Cũng 300. Dạ. À dạ. Giá heo thì 300. Dạ. Xá xíu 300, đùi 300. Dạ. Đùi da ấy, đùi gọ 300 hết. Dạ. Còn có ba gọi là mắc à. À, ba gọi là mắc nhất. Nước xá xíu này là ngon lắm. Dạ. Cái gia vị này nó ở đây. À dạ. Nhiều khi á người ta mua có xíu về người ta thái chứ người ta làm mì á. Dạ. Mì không ấy người ta thái sợ sợ cái người ta bỏ lên cái nhúng chút xíu cái trái lên bán lên cái là thành mì vậy. Dạ. Này các bạn, mình có mua cô một ổ bánh mì các bạn. Nhưng mà do không có chỗ ngồi nên mình phải chạy một vòng mình tìm. Và cuối cùng mình đã ngồi được ở ven đường Lê Đại Hành đó các bạn. Cái chân trường đua Phú Thọ các bạn. Đó, đây là ổ bánh mì heo quay da giòn nha các bạn. Đây. Đó. Do mình chạy vòng vòng xong rồi. Mình treo cùng với hai bọc nước nữa các bạn. Nên là nó bị mềm bánh mì rồi, nó hết giòn rồi các bạn. Tiếc quá. Thôi bây giờ mình thưởng thức nha.
Hỏi mì này nhiều thịt lắm các bạn. Da heo có nè, nạc có, mỡ có nè. Ôi, có cả ớt cắt nữa nhưng mà mình không ăn ớt cắt. Dưa leo ra. Ở bánh mì thì ở bên trong thịt thà đồ mỡ da heo đồ đầy đủ các bạn, vị thì vừa ăn nha các bạn. Mình chỉ tiếc một cái là do mình treo cùng cái ly nước các bạn nên nó bị mềm, tiếc là tiếc. Ok các bạn, da heo các bạn còn giòn ngon các bạn. Cái miếng thịt tôi thắt dày cắn vô đã mềm lắm. Các bạn nghe không? Nhai da heo kêu lớp luôn. Đây cho bạn nhìn nè. Đó. Mình đang ngồi vào đường phố nè, ngay chân vỉa hè luôn. Mấy bên hông của trường đua Phú Thọ các bạn. Đó, bên này là hàng Sacombank nha. Trên đường Lê Đại Hành. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bây giờ mình xử tiếp nửa ổ bánh mì còn lại đây. Rồi, bye bye các bạn.